Xin chào quý vị các bạn. Bếp nấu siêu là món ăn có rất là đời, nhưng để thực hiện nó một cách hoàn hảo thì không phải đầu bếp nào cũng thể làm được. Đây là món ăn rất là ngon ha. Và khi phục vụ món ăn này rất là nóng, bởi vì thì nấu trong siêu nó bị nóng rất là lâu. Đây là món ăn gần như là có một thương hiệu khá lâu, khá lâu đời, nhưng cũng có ít ai được có cơ hội được thức nó. Phải muốn tìm hiểu về món ăn, chúng ta xin liên hệ đến dãy nghề đồ sơ hôm nay.